Trong bối cảnh tài nguyên trên thế giới đang dần trở nên cạn kiệt như hiện nay, thì sinh học tổng hợp là giải pháp hữu hiệu cho sự tồn tại của con người trên vũ trụ. Jeff Bezos, CEO Amazon là một tỷ phú rất quan tâm đến lĩnh vực này. Vậy câu hỏi là tại sao? Hãy cùng Tony xin chào tìm hiểu trong bài viết này nhé! Jeff Bezos đang đầu tư những gì cho tương lai loài người? Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với CNBC, CEO của Amazon, Jeff Bezos cảnh báo rằng con người đang phá hủy trái đất một cách nặng nề. Chúng ta phải lên vũ trụ nếu muốn tiếp tục một nền văn minh thịnh vượng. Jeff Bezos đã rót 1 tỷ đô la từ cổ phiếu Amazon mỗi năm vào công ty tên lửa của mình, Blue Origin. Công ty này hiện đang làm việc với chính phủ Mỹ để phát triển tên lửa, tàu đổ bộ và các phương tiện không gian mới để cứu hành tinh. Jeff Bezos muốn việc sản xuất được chuyển lên vũ trụ. Đồng thời, ông cũng bày tỏ ý định tìm cách xây dựng công nghệ sản xuất hàng hóa tại các trạm vũ trụ, sau đó gửi chúng trở lại trái đất. Bằng cách này, loài người có thể cắt giảm đáng kể các nhà máy lớn đang gây nên biến đổi khí hậu trầm trọng như hiện nay. 5 lý do tại sao sinh học tổng hợp là một phần chính trong kế hoạch của Jeff Bezos. Sinh học tổng hợp tạo ra thịt không có nguồn gốc từ động vật. Bạn không nghe lầm đâu, các kỹ thuật sinh học có thể biến giấc mơ này thành hiện thực. Phương pháp lên men đã được sử dụng trong nhiều thế kỷ để làm bánh mì và bia. Các công ty khởi nghiệp đang tiên phong sử dụng nó để sản xuất protein nhân tạo bằng cách sử dụng các chất lên men. Một hỗn hợp đơn giản của đường và nitơ có thể dễ dàng được chuyển đổi. Chúng trở thành các thành phần dinh dưỡng phức tạp và ngon hơn. Nhiệm vụ bây giờ đã trở nên đơn giản. Chúng ta chỉ cần vận chuyển các thành phần cần thiết lên vũ trụ. Các chuyên gia sẽ biến chúng thành các protein và vitamin theo ý muốn. Các loại protein động vật nhân tạo đang dần trở thành hiện thực nhờ một kỹ thuật mới nổi, đó là nông nghiệp tế bào. Với công nghệ này, người ta sẽ nuôi cấy mô các loài động vật, thậm chí là thực vật trong phòng thí nghiệm. Từ đó họ sẽ tạo ra các loại thịt nhân tạo với hương vị phong phú quen thuộc. Không riêng Jeff Bezos mà nhiều công ty khác đang quan tâm đến công nghệ này. Finless Food, một công ty có trụ sở tại California, đang nghiên cứu cách sản xuất cá và các loại hải sản khác theo cách này. Memphis Beast, một công ty khác đang làm tương tự với thịt bò và gia cầm. Tuy rất có tiềm năng, nhưng các hạn chế về quy mô và giá cả sẽ cần phải được khắc phục trước khi các sản phẩm này trở nên phổ biến rộng rãi. Cần nhiều người tiên phong như Jeff Bezos để biến điều này thành sự thật. Con người có thể sản xuất vật liệu bên ngoài trái đất nhờ sinh học tổng hợp. Các nhà sinh học tổng hợp đã tìm ra cách tạo ra các vật liệu như vải hay các vật liệu xây dựng bằng cách sử dụng nhiều vi khuẩn hơn. Ecovative, một công ty có trụ sở tại New York đang tạo ra các lựa chọn thay thế bền vững. Điển hình trong số đó là sản xuất nhựa từ nấm. Cấu trúc dễ dày đặc của nấm có thể tạo thành các sợi vải và các vật liệu tiên tiến khác. Spiber, một công ty vật liệu sinh học có trụ sở tại Nhật Bản đang sản xuất các mẫu áo khoác từ tơ nhện bằng cách ứng dụng sinh học tổng hợp. Gần đây, họ đã công bố kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất protein cấu trúc lớn nhất trên thế giới. Trong tương lai, nếu con người phải sống trong không gian, thì các phương pháp sản xuất vật liệu mới và tái chế đồ cũ sẽ giúp đảm bảo sự phát triển bền vững. Đồng thời nó sẽ góp phần tiết kiệm nhiều chi phí và tài nguyên. Đây là một trong 5 lý do mà Jeff Bezos đặt cược đầu tư vào sinh học tổng hợp. Xử lý chất thải của con người dựa vào công nghệ sinh học tổng hợp. Tái chế nước tiểu thành nước sạch là ưu tiên hàng đầu nếu bạn sống trong không gian, như trên các trạm vũ trụ. Tuy nhiên, các hệ thống tái chế cơ học hiện tại còn đang thiếu. Điều này bao gồm cả những hệ thống đang chạy trên trạm vũ trụ quốc tế ISS. Cùng với Blue Origin của Jeff Bezos, NASA hiện đang kiểm tra xem màng sinh học có thể được sử dụng trên quỹ đạo hay không. Màng sinh học là một loại chất liệu được sử dụng để xử lý nước tiểu. Đồng thời, phương pháp nuôi tảo trong túi xốp có thể được sử dụng để kiểm soát độ ẩm trong các tàu vũ trụ. Các kỹ sư cũng đã phát hiện một số chất hữu cơ đặc biệt trong phân người. Tuy chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ, nhưng những hợp chất quý giá này có thể là thức ăn cho một số loại vi khuẩn nhất định. Kiểm soát tổng hợp quá trình trao đổi chất của vi sinh vật sẽ giúp các sản phẩm tươi được sản xuất từ nguồn tài nguyên bị lãng quên này. Ứng dụng sinh học tổng hợp để tái sử dụng CO2. Một người trưởng thành có thể thở ra 1 kg CO2 mỗi ngày. Việc biến chúng thành thứ gì đó hữu ích sẽ mang lại nhiều ý nghĩa cho con người, đặc biệt là trong điều kiện sống ngoài không gian. Đây là một lý do nữa khiến Jeff Bezos đặt cược đầu tư vào sinh học tổng hợp. LanzaTech, một công ty có trụ sở ở Illinois, đã phát hiện ra rằng các vi khuẩn trong lò phản ứng có thể chuyển đổi carbon dioxide thành ethanol. Bản thân ethanol đã là một loại nhiên liệu hữu ích. Tuy nhiên, LanzaTech đang nghiên cứu cách biến đổi ethanol thành tiền chất cho nhựa, và hơn thế nữa, công ty này vừa nhận được khoản đầu tư trị giá 72 triệu đô la. Họ đang tăng cường hoạt động thu hồi CO2 với hy vọng sẽ khắc phục được tình trạng biến đổi khí hậu. Đồng thời, chúng ta có thể sử dụng khí thải vào những việc có ích. Nền móng của sự phát triển bền vững trong tương lai.
Mục đích cuối cùng của sinh học tổng hợp là giúp con người xây dựng cuộc sống mới trên vũ trụ một cách đơn giản hơn. Theo đó, tất cả các cách thức cấu trúc tự tổ chức mới có thể được lập trình từ đầu. Đây cũng chính là những kỳ vọng của Jeff Bezos khi đầu tư vào lĩnh vực này. Tuy hiện thực này vẫn còn cách rất xa, nhưng nền tảng công nghệ đầu tiên của chúng đang được xây dựng ngay từ ngày hôm nay. Ví dụ như IKEA đang hợp tác với Ecovative để sản xuất bao bì làm từ nấm. Sự thay thế này góp công lớn vào việc cắt giảm lượng rác thải do gã khổng lồ trong lĩnh vực nội thất này tạo ra. Không chỉ Jeff Bezos hay các công ty khởi nghiệp nhỏ đang nghĩ ra những cách mới để phát triển môi trường sống. Trung tâm NASA về sử dụng các kỹ thuật sinh học trong không gian cũng đang nghiên cứu các cách xây dựng hệ sinh thái trên sao Hỏa. Với những lý do trên, không khó hiểu khi Jeff Bezos đang đặt cược vào đầu tư cho sinh học tổng hợp. Hy vọng công nghệ này sẽ phát triển rộng rãi trong tương lai nhằm mang lại nhiều lợi ích cho con người. Đừng quên theo dõi kênh Tony Xin Chào để tiếp tục theo dõi những bài học truyền cảm hứng tuyệt vời, đồng thời cùng chia sẻ bí quyết thành công của các tỷ phú thế giới và Việt Nam trong kinh doanh và khởi nghiệp, bạn nhé!